thưa quý khán thính giả người Việt khắp nơi. Dịp đi Nam Cali vào ngày 13 tháng 11 năm 2016 vừa qua, Nghi Lữ kính gửi đến quý vị những hình ảnh về một vài sinh hoạt cuối tuần tại Nam Cali mà Nghi Lữ đã có hân hạnh tham dự. Kiosk ghi nhận về những hy sinh và đóng góp của quân lực Việt Nam Cộng Hòa và đồng minh trong cuộc chiến bảo vệ miền Nam, được đặt tại khu vực tượng đài Việt Mỹ ở số 14180 Old American Way ở thành phố Westminster trong Sixth Golden Freedom Park. Trung tâm sử liệu của cuộc chiến Việt Nam. Kính thưa quý vị, đây là trung tâm sử liệu của quân lực Việt Nam Cộng Hòa, thưa quý vị, nằm ở tại cái tượng đài Việt Mỹ. Và quý vị thấy rằng đây là một cái Vietnam Memorial Day do cái Liên hội của chiến sĩ đã làm như thế này. Và với những cái tư liệu nó như thế này, thưa quý vị, đây, Việt Nam Cộng Hòa và các quốc gia đồng minh, một cái bản đồ như thế này, một cái bản đồ như thế này, thưa quý vị. Và đây là cái công trình mà khi mà thị trưởng Tạ Đức Trí là thị trưởng đã kết hợp với Liên hội cựu quân nhân làm được những cái điều như thế này, thưa quý vị. Quý vị thấy rằng Stardust là Việt Nam có 1.830.000, Australia là 7.672, Thái Lan là 1.586, Đại Hàn là 50.003 người, Philippines là 2.061, USA là 536.100 người, New Zealand là 502 người. Đó là những troop deployed phần chết đó, thì Việt Nam đã chết 254.256, Úc chết 500, Thái Lan chết 351, Đại Hàn chết 5099, vân vân. Và đây là thị trưởng Tạ Đức Trí, quý vị, thị trưởng Westminster, ông cũng vừa tái đắc cử. Đây là cái kiosk tại cái tượng đài Việt Mỹ ghi nhận trở lại những hình ảnh của cuộc chiến ở miền Nam Việt Nam với sự kết hợp của những đồng minh, quốc gia đồng minh. Và đây là cái câu mà quân lực Việt Nam Cộng Hòa vẫn thường phải gìn giữ, đó là tổ quốc, danh dự và trách nhiệm. Trong đó có câu nói là người ta thường nói là khó mà tìm ra các anh hùng, nhưng nếu bạn hiểu được ý nghĩa của tổ quốc, danh dự và trách nhiệm thì không cần tìm đâu xa hơn là những người đang chiến đấu cho tự do và dân chủ. Đây là những cái computer mà touch để có những cái số liệu. Chúng ta sẽ thấy như thế này. Vâng. Đây cái phần production đây, thưa quý vị, thì quý vị thấy là City Westminster đã dedicate vào ngày 19 tháng 6 2016, với những người như là Trí Tạ là Mayor, Sergio Contreras là Mayor Pro Tom, rồi Meiji Rice là Council Member, Diana Carey là Council Member, Tyler Diệp là Council Member, Eddie Mancro, dân dân. Donation thì có những người đã donation như thế này. Vâng, đây là những cái người đã donation. Xuống nào đây lớn. Anh xuống hôm nay em. Chào em, khỏe không? Khỏe em. Anh xuống vô mình đã nhớ rồi mà. Chào em, khỏe không? Dạ, làm gì ngắt như trời. Thì đi ngoài lạnh mới vô mà. Ok, ra ngoài chút. Ok. Tại vì nó lưng vô cái của Mỹ ha. Nhưng mà cái của Việt Nam á, em cũng chưa coi cái của Việt Nam này. Đó, anh thấy không? Đây. Bây giờ nghĩa trang quân đội Việt Hòa, quốc ca Việt Nam. Tại vì cái này sử liệu mà. Đúng. Đúng không? Là tử sĩ Việt Nam Cộng Hòa này. Phải có người update. Dạ, yeah, update. Cái người nắm website này là em nói là ông Ngưu hả? Liên hội của tiến sĩ. Là ông Phan Tấn Ngưu phải không? Dạ. Ồ đúng rồi, thì kéo xuống em cũng không biết. Kéo xuống. Kéo xuống. Đây là những cái số liệu đây.
Hospital Vietnam War Memorial. Chúng ta đã cố gắng làm những cái điều này. Làm tại đất khách. Thấy Việt Nam qua chưa? Thấy chưa? Chúc mừng, chúc mừng. Được rồi. Lúc 12 giờ ngày 13 tháng 11 năm 2016 tại Community Room, thành phố Westminster, một buổi lễ kỷ niệm 52 năm thành lập Đảng Tân Đại Việt, 50 năm nhìn lại mốc chuyển dân chủ ở miền Nam đã diễn ra với sự tham dự của nhiều đảng phái quốc gia và các bạn trẻ. Hân Nghi Lữ trân trọng kính chào quý khán thính giả đài truyền hình Net Việt, kính chào quý khán thính giả người Việt khắp nơi. Kính thưa quý vị, hôm nay là ngày 12 tháng 11 năm 2016, chúng tôi đang có mặt ở tại Nam Cali. Và thưa quý vị, bên cạnh chúng tôi là tiến sĩ Lê Minh Nguyên. Ông là trưởng ban tổ chức của cái buổi gọi là 50 năm nhìn lại mốc chuyển dân chủ ở miền Nam. Vâng, thưa với lại anh Nguyên, anh có thể cho biết rằng cái mục đích và ý nghĩa của cái buổi này kỷ niệm là như thế nào thưa anh? Dạ vâng, dạ thưa anh Nghe Lữ và thưa quý vị, thì năm nay là 52 năm ngày thành lập Đảng Tân Đại Việt, thì nhân cái kỷ niệm ngày thành lập thì chúng tôi muốn là làm cái 50 năm nhìn lại mốc chuyển dân chủ của miền Nam. Là bởi vì tôi được biết là những giới trẻ trong nước, nhất là miền Bắc, họ biết về cái Việt Nam Cộng Hòa một cách rất là mù mờ, nhưng mà họ biết rằng có một điều rất là rõ ràng là Việt Nam Cộng Hòa có dân chủ, và cái đó làm cho họ rất là phấn khởi, và họ nhìn Việt Nam Cộng Hòa rất là coi như là trân trọng. Thì tôi nghĩ rằng là những cái thế hệ trẻ trong nước là những cái người là có thể đóng một cái vai trò để dân chủ hóa đất nước trong tương lai. Và tôi nghĩ rằng chúng ta phải trao truyền những bài học, những cái hầm hố mà chúng ta đã bị sảy chân, hay là những cái bài học nào mà chúng ta, những cái kinh nghiệm nào mà chúng ta làm tốt, thì tối thiểu là đây là cái cơ hội để những người còn sống trong cái thời đại Việt Nam Cộng Hòa có thể mà trao truyền những cái kiến thức về vấn đề mà dân chủ hóa ở tại miền Nam như thế nào, và trong tương lai những bài học nào mà chúng ta có thể rút ra được trong để mà áp dụng trong tương lai trong vấn đề dân chủ hóa đất nước. Vậy thưa anh. Vâng, kính thưa quý vị, ở trong nước đó, một số những người mà bị nhồi sọ với Cộng sản đó, họ vẫn thường hay nói rằng độc đảng là tốt, bởi vì nó tạo thực sự ổn định, nó khác với sự đa đảng. Nhưng mà hôm nay kỷ niệm 50 năm nhìn lại, thì muốn nói về cái thể chế Việt Nam Cộng Hòa từ thời đệ nhất cho đến đệ nhị Cộng Hòa, đã có nhiều đảng phái đóng góp vào sự đó. Và những cái điều đó, điều gì tốt, điều gì còn cần phải rút kinh nghiệm. Vâng, và đó là cái lý do mà có cái buổi họp mặt ngày hôm nay. Thì thưa anh, để nói rằng có cái bài học đó, thì thưa anh, là anh nghĩ rằng anh muốn truyền đạt cái điều gì chủ yếu về cái tính cần thiết hay không cần thiết của cái đa đảng thưa anh? Dạ vâng, và cái đa đảng á, là nó một đặc tính của cái nền dân chủ. Khi nền dân chủ là nó luôn luôn nó có cái vấn đề thể chế chính quyền, thì nó phải phân quyền, bởi vì tập quyền á, là nó gọi là càng tập quyền thì càng nhũng lạm, quyền lực bị nhũng lạm. Và chánh đảng á, nó có bốn cái vai trò quan trọng của chánh đảng: đào tạo cán bộ, soạn thảo quyết sách, coi là vận động tranh cử, và là nhịp cầu giữa chánh quyền với quần chúng. Cái bài học mà chúng tôi có thể, cá nhân tôi học được đó, là nếu mà chúng ta không có đảng phái đó, thì ở cái giai đoạn đệ nhất Cộng Hòa đó, chúng ta khiếm khuyết cái điều đó, thành ra do đó mà Cộng sản có thể sôi đậu vào cái gì dân chúng. Những cái vùng nào mà đảng phái và tôn giáo mà vững chắc đó, là Cộng sản không có thể xâm nhập được. Thì cái sự mà gần dân nhất là phải cần cái đảng phái, đó là nhịp cầu giữa chính quyền và dân chúng. Và cái đảng phái đa đảng về cái dân chủ nó giống như bơi lội. Anh thấy nếu mà anh nói là anh độc đảng, tức là anh đứng trên bờ anh không lội, thì không bao giờ anh biết lội. Mà anh nói là dân chủ đa đảng là nó rối loạn, là bây giờ anh mới tập lội thì dĩ nhiên nó sặc nước một chút. Nhưng mà anh thấy Nam Hàn tốt, rồi Đài Loan anh thấy tốt, rồi Phi Lực Tân, Nam Dương nó tốt, rồi mà giai đoạn đầu là dĩ nhiên là anh tập lội anh phải sặc nước một chút thôi, nhưng mà anh phải nhảy xuống nước là lội, tức là phải có dân chủ. Dạ vâng, thưa anh, nhưng mà đó, như anh thấy đó, là hôm nay chúng tôi thấy ở đây có cái cờ của Tân Đại Việt. Thì thưa với anh đó, cái vai trò của Tân Đại Việt đó trước
Việt Nam Cộng Hòa đã như vậy rồi, và hiện nay sau thời Việt Nam Cộng Hòa, tức là sau 41 năm Cộng sản cưỡng chiếm, thì Tân Đại Việt đã có vai trò gì trong công cuộc đấu tranh đòi hỏi dân chủ dân quyền ở trong nước thôi? Dạ, Tân Đại Việt được thành lập 1964, giáo sư Nguyễn Hồng Huy và một số những cái đồng chí mà có cái gốc từ Đại Việt mà lập ra, dứt phát là đi theo con đường mà xây dựng một cái chế độ dân chủ pháp trị. Thành ra những người của Tân Đại Việt cũng như là những người có tổ chức ngoại vi, thí dụ như phong trào quốc gia cấp tiến như Nguyễn Văn Bông chẳng hạn, đã nằm xuống, nhưng mà cái dân chủ pháp trị nó vẫn chưa có hình thành. Và nhiệm vụ của đảng Tân Đại Việt cũng như là của những cán bộ chúng tôi là phải tiếp nối con đường làm sao xây dựng được cái dân chủ pháp trị cho Việt Nam. Và cái lá cờ nền vàng ba sọc đỏ được kéo lên ngày đó là cái ngày chấm dứt cái nền đô hộ của Pháp. Và thật sự từ đó cho tới năm 1975 thì hơn 20, đúng 20 năm đó, nền dân chủ đã đi qua những bước nào? Trước nhất, theo tôi thấy đó, tôi đứng trên phương diện lịch sử mà thôi, thì tôi thấy rằng là đầu tiên khi mà nền đệ nhất Cộng Hòa được thiết lập thì đã có cái hiến pháp. Bởi vì muốn xây dựng nền dân chủ thì phải có một cái hiến pháp, và hiến pháp đã ra đời. Hiến pháp ra đời, thực thi hiến pháp